Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi trò loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Play Spec 2, let's go. Ok, let's go. Brawl. Ok, vậy thì mình sẽ phải quay lại thôi. Và đi đường này. Tiến lên rồi này, rồi này đi. Rồi, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ hai, Beyond Rust, let's go. Rất là đẹp luôn.
Wow, rất là nhanh luôn. Không còn giọng là sữa chết ra. Wow, ngon. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang đến kênh thứ ba. Wow, lặng quá, đâm lặng, không hiểu sao bên này. Sẽ sang tiếp tới game tiếp theo. Subway Surfer. Ở trong một thị trấn. Ở tới game này thì rất hay update các bạn nha. Ở lần trước thì update một vùng nông thôn, và lần trước nữa thì update một thành phố rất là đẹp luôn. Và các cái xe tàu này rất là đẹp luôn mà nhìn rất là sang trọng. Còn xe tàu này thì là xe tàu hạng bình dân rồi. Ok, let's go. Thank you.
Oh my god, chết rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng Anh thứ 5. Pole Smarter. Player 1, let's go. Choose. Wow, tưởng của đấy không trúng. Bullseye. Anh ta ném một con bạch tuộc. Mà thấp thấp 6 thôi, xem trúng rồi. Wow, 6 vẫn không trúng. Mày thật. Ông kia là ném vali tiền. Xảy đi. Oh my god. Ok, anh ta đã hy sinh. Finish him. Fatality. Epic win. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. It's Horror Cloud. Đây là một tựa game kinh dị rất là hay và hot trong những tháng vừa qua. Ok, và bây giờ thì các bạn của mình khám phá là Chapter 2 nhá. Let's go. Mình sẽ đi vào trong sâu đây. Phần 1 của Chapter 1, phần 1 của cái ông It Horror Cloud này thì các bạn phải tiêu diệt ông ta. Còn phần 2 thì các bạn phải tiêu diệt được cái nơi mà ông ta đã từng xây và ông ta đã từng rốt đánh đập con người. Okay, let's go, trong này không có gì. Đây là một viên gạch đây. Một cục gỗ. Rồi, một sợi dây sắt. Tiếp theo là mình sẽ phải mở cánh cửa đá này. Sự thua của nói chuyện với hai người. Let's go.
Rồi, cầm chiếc xẻng đi theo thôi. Mình sẽ ra chỗ cũ và đào chỗ cái đất đấy lên, xem có gì không. Let's go. Rồi, cánh cửa đây mở rồi. Và mình sẽ vào lên đến hai quả bom. Mình sẽ dùng hai quả bom này để phá hủy nơi này. Và hai quả bom các bạn phải đều phải đặt ở chỗ đây, hai bình khí ga. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếp tục cái tiếp theo. Và rồi, xin đi ra. Ok, mình sẽ cắt cái này to ra, để bay lên. Chỉ cần một... Wow. Chỉ cần một phát chém thôi, là ông ta chết luôn. Chapter S. Wow, wow, wow. Làm sao phải để cho ông ta rơi đúng vào chỗ của anh chàng kia. Vẫn chưa rơi được vào anh chàng kia. Ok. Bãi mới rơi được. Wow, rơi ngay. Mình sẽ thấp xuống một chút. Chưa được.
Ok, let's go. Sẽ được, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Master Studio. Ok, mình sẽ thấp xuống một chút cho bạn dễ nhìn. Rồi, nâng cấp lên. Let's go. Rồi đi tiếp tục nào. Let's go. Wow. Let's go. Oh my gosh, gặp ngay tướng rồi. Không sao, mình sẽ lại còn lại. Ok, thắng rồi. Mình phải đánh xa thôi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang đến game tiếp theo. Ba. Đây là một tựa game coi nha. Các bạn coi làm sao để tránh con gấu nó vào nhà các bạn. Có rất nhiều cam, tất cả là 15 cam. Các bạn mà nhìn thấy những cái cam này, có một cái cam nào mà các bạn nghi vấn có con gấu thì các bạn sẽ phải ấn cái nút. Lúc này thì các bạn ấn thì trong vòng 10 giây là nó sẽ hồi lại. Ví dụ như mình nghi vấn cái này thì mình sẽ ấn audio. Ok. Và mình sẽ xem ở bên ngoài có gì không. It'll make it feel really authentic, I think. Now let me tell you about what's new. And the foxy head, which we think could be authentic. Then again, it might just be another crappy cosplay. And we found a desk fan, very old school, metal though. Watch the fingers.
Ok, cách chơi rất đơn giản thôi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái game tiếp theo. Rick King. Đây là một tựa game đua xe rất là hay và hot trong những tháng vừa qua. Thì cái này ra mắt vào năm 2017. Race. Continue. Wow, ok. Let's go. Ok. Đặt cược 100 tiền. Tổng cộng của hai xe là 200 tiền. Ok, let's go. Có qua được không? Ok, thắng rồi. Wow, chủ quan rồi. Oh my god. Ở đấy thì mình thả tay ra, chủ quan tưởng về đích rồi. Ai ngờ lại thua. Let's go, mình sẽ đua lại. Tưởng được 1.000 tiền là đua luôn 1.000 tiền luôn. Phải đua lại để gỡ lại những gì đã mất. Ok, let's go. Không thể để thua nữa. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Firelight at Fresh 2. Apps Wanted. Ok, 12 giờ đêm. Ngày đầu tiên. Ở đây thì các bạn có thể trốn vào trong này cũng được. Khi mà gặp con gấu, các bạn có thể trốn trong này. Nếu không thì các bạn sẽ phải xoay ca. Ở đây thì có 3 cửa. Thứ nhất là cửa này. Thứ hai là cửa này. Và thứ ba là cửa này. Và bên này sẽ là cam. Và có rất nhiều cam luôn. Ở đây thì các bạn xoay nhiều đèn pin quá thì nó sẽ hết pin. Cho nên các bạn chỉ thỉnh thoảng ấn thôi. Xem có nghi vấn không thì các bạn ấn. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but I want to reassure you, Fazbear Entertainment is committed to family fun and above all, safety. They've spent a small fortune on these new animatronics. Facial recognition, advanced mobility, they even let them walk around during the day. Isn't that neat? But most importantly, nhiều lúc con gấu nó sẽ trốn vào trong những cái chỗ này. Some kind of criminal database so they can detect a predator a mile away. Heck, we should be paying them to guard you. Now that being said, no new system is without its kinks. Và các bạn coi thời gian càng lâu càng tốt nhé. Trò chơi này rất đơn giản thôi. The first guy finished his week, but complained about conditions. We switched him over to the day shift. So, hey, lucky you, right? Mainly he expressed concern that certain characters... Rồi, ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Firelight at Fresh 4. Let's go. Thank you.
What did her do this time? Ở đây nhìn thì tổng cộng là có 4 con gấu này. Và đây là con thứ 5. Ngày đầu tiên. Ok, và đây thì có 3 cánh cửa 1, 2, 3 và một phòng ngủ. Ok. Và cách chơi của game này thì các bạn ấn vào từng cánh cửa, đóng cửa, sau đó thì các bạn bật đèn flash. Rồi mình sẽ chuyển tiếp sang cánh cửa thứ hai cũng như thế các bạn nhá, đóng cửa rồi bật đèn flash. Cánh cửa thứ ba cũng như vậy. Phòng ngủ thì thỉnh thoảng các bạn soi thôi chứ các bạn cũng không cần phải soi nhiều. Đó các bạn, càng coi thời gian càng lâu thì càng tốt. Rồi ok, và bây giờ thì mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.